Xin chào các bạn. Mình có một cái dịp mình xuống Sóc Trăng. Các bạn theo, những cái cây như thế này nè. Đó, cây này là cây Thái ha. Đẹp không các bạn? Chủ nhà thì chạy xuống mình xa lắm. Anh chạy xuống mình chắc cũng phải cả trăm cây số. Mà xuống dẫn xuống. Trước thì anh chồng mình nói các bạn, cái vườn này thì gần 2 năm rồi. 2 năm cứng rồi. Do anh chồng gặp quá. Anh chồng rập quá cho nó suy lắm. Thì ảnh biết được mình qua một cái ông anh giới thiệu, mình xui giới thiệu à. Anh chạy xuống anh lấy thuốc hoài vậy đó. Giờ hút đâu cái thùng cơ si rồi đó chứ. Đó. Thì mình vô mình thấy này rất là hay. Một số bạn hỏi nè. Anh Thái ơi, bây giờ em chồng Thái hay là chồng Mẫn Thôn thì bao lâu mình mới cắt cành được? Đây nè các bạn coi nè. Một năm mấy là mình cho cắt cành nè. Cách đây nửa năm là mình ghé đây là mình cho anh cắt cành nè. Cắt cành rất là đạt các bạn. Nè. Đế nè. Tạo cái đế ngon nè, cái đế là không nói gì. Mà cái nhánh cấp 2 nè, phân ra rõ ràng thấy không? Cái nhỏ lắm, cắt luôn nè. Các bạn thấy không? Cắt một đợt một thôi là cái nhánh trồng này nó bự liền. Đó. Do là nó đặc thù cái công việc là nó bị gập nên nó không có lớn cây được. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ hiện tại cây nó phục hồi nó rất là nhanh. Tốc độ phục hồi rất là nhanh. Do amino các bạn đưa vô chuẩn cái ha. Các bạn thấy không? Nè. Cây mà phát triển được con cái là các bạn coi nè. Nhánh tay bự không? Đã không? Đúng ra nếu mà cái lực của anh này mà anh chăm mà đúng một cái cây này có thể là mới có năm mấy thôi, nhưng mà nó rập quá. Rồi lúc trước không biết xài cái gì. Rồi cái mới chạy xuống Thái. Đó, chạy xuống Thái lấy giờ. Giờ nó nói giờ tươi quá, giờ cây đẹp quá. À, mà thấy không? Nhánh là mình vô mình cũng mê mà các bạn. Cây này theo mình nha, mình không chăm được nhánh đâu, mình nói thiệt luôn. Coi nè, cắt như thế này nè, ai dám cắt? Ai mà dám lấy dao mà đem vô mà cắt đây. Đó. Nè không? Các bạn phải cắt đây. Tầm 1 năm rưỡi là bắt đầu mình đã cho, có thể là mình đã cho là cắt rồi. Qua đây. Còn bờ này nữa. Ôi giời, anh cũng có mấy cây bự quá. Đó. Đây nè. Đó, các bạn thấy không? Làm tàn làm tay các bạn thấy đã không? Đó. Những băng thon như thế này mới gọi là ấy chứ. Mấy anh miền Đông cũng rất là hay các bạn. Mấy anh miền Đông rất là hay, làm tay làm mấy rất là chắc. Đó. Các bạn muốn một cái dạng lá nó đẹp nè. Ảnh chỉ xài cái rơ si và cái avanga các bạn thấy luôn phiền không? Khi mà cái đọt này nó nhú ra thì anh lấy cái rơ si anh xài, nên anh chia sẻ với mình á. Đọt nhú ra lấy rơ si xài. Khi mà lá lộ là anh lấy avanga đóng vô. Rồi, xong. Xong. Đó các bạn ha. Còn cái việc mà anh nói là anh chỉ việc anh cắt cành cho nó hái chút xíu, tại anh cũng đã có một cái bờ mẫn thon rồi. Đó thì nó hồi năm trước mấy năm trước anh đã làm rồi, thì bây giờ anh cắt cành thì cũng đã biết. Các bạn ha, cắt rất là thoáng nha. Ở dưới cắt luôn. Đúng rồi, cái này không có cắt các bạn. Nhưng mà anh cắt luôn để cho nó thoáng á. Đàn nó nhẹ. Các bạn làm cái gì nó cũng nhẹ hết trơn. Đây nè. Trời ơi trời, cái lá nè. Thế này các bạn thấy không? Mê không? Amino. Cái quan trọng cái nhiệm vụ của amino, cái rosy á, cái triwix rosy là nó làm cho cái lá nó bạn nó lớn. Các bạn cái lá nó lớn á thì các bạn chỉ việc giảm cái lượng phân lại cho mình là ok ha. Các bạn á. Các bạn là mình chia sẻ cho các bạn nè, các bạn mà muốn lớn cái tay này các bạn nè. Một là các bạn rải 20 hay 15 của gạch Sony. Hai là các bạn rải 16 16 18 của gạch Sony nha. Hiện tại hai dòng phân này. Đó, nó vừa giá tiền cho các bạn mà nó vừa làm bự cái tay lên nha. Đó, mình chia sẻ chung ha. Gạch Sony nha. Đây nè. Đó, các bạn thấy không? Anh cấp amino vô cái lá thấy ghê hồn. Xám hồn lắm. Lâu lâu mình chiêm cho nó một xíu DB. DB làm gì? DB để cho cái làn da lá chân nó xanh như thế này nè. Đó, nó xanh đen mung như thế này nè. Đó. Nhưng mà ít hơn các bạn. Mưa này không xài nhiều nha, mình không thái một tháng cứ xài DB nhiều nha. Thì khi làm trái này kia là mình là cần mầm này kia mình cũng làm DB nhiều thôi. Con này mình vẫn ít thôi. Cây chầm ram thôi là được. Đó, thấy không? Cắt thoáng không? Bạn chui vô cây các bạn thấy cũng đã nè. Đó. Các bạn chăm sóc rất là dễ. Sóc Trăng hầu như là đa số các thằng Sóc Trăng là người ta trồng Thái không các bạn. Thái không? Đó. Rất là nhiều việc nhưng mà chăm rất là đẹp, chăm rất là đẹp. Anh nói như Thái là cây của anh nó năm trước nó suy lắm. Bây giờ nó đỡ lắm rồi. Cũng rất là mừng ha. Anh chạy xuống mình là anh mua thuốc miết nha. Hai chồng công nghiệp xa lắm. Xa lắm các bạn. Lớn cây nè. Cây này còn hơn nửa mạng nè các bạn. Bây giờ nó đã lớn da nè. Trời ơi, đã quá. Đó.
thôi. Ok ha. Đó. Thì có hai cái chủ đề mình muốn nói với các bạn là một năm là các bạn mình có thể đã cho là tỉa xương xương rồi. Các bạn tỉa đi cho nó thoáng, cho nó bự cái tay lên nha. Rải phân là bây giờ là sau một năm là mình đã cho nhấp phân rải rồi. Đó. Nè. Đã không? Đó. Cái thời điểm này các bạn mà đóng Avanga cho nó cũng không ảnh hưởng gì hết nha. Avanga mà đóng cho ảnh hưởng không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó sẽ làm chậm cái đọt một chút xíu. À, nó chậm cái đọt, nó mập cái đọt lên cho các bạn, không sao hết. Không thành vấn đề gì hết. Đây. Ngồi tại quá. À, nguyên một cái lô này. À, rồi. Ok các bạn. Cập nhật các bạn xem một xíu gì này. Đây nữa nè. Nó đều như thế này nè. À, đã không? Lá măng thon như thế này là lá măng thon chứ hả? Đó, cái cây này, cây nó rạn lớn nè. Đã quá. Rồi, ok. Đó, bạn thấy không? Cây này nhỏ hơn nè, cây này hơn 5 là cắt cành này nè. Dạ. Đó, lớn. À, các bạn cắt cành á, các bạn cắt những cái nó không cần thiết thì nó sẽ cung ra ngoài nha, nó sẽ lớn ngoài. Còn các bạn mà để những cái bơi này như thế này nè, đó, thì những cái bơi này chừng nữa nó cũng sẽ chết ha. Và các bạn cũng phải cắt, dinh dưỡng này nó sẽ phí nha. Các bạn cắt vô, các bạn cắt đi, rồi các bạn sẽ thấy nó bung cái tàn ra là được. À, rồi cảm thấy như thế này là ok rồi. Xin chào các bạn nha. À, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.